Ly rượu đã cạn thì rót thêm rượu mới. Chuyện này kết thúc thì chuyện khác lại tiếp tục. Cuộc vui nhưng chưa dừng lại sớm vậy đâu anh. Mày muốn gì? Bình tĩnh đi. Em tới đây là muốn báo cho anh biết một tin. Bảo đảm anh sẽ bất ngờ. Mày biến đi, tao không muốn thấy mày nữa. Em biết, trong mắt anh bây giờ em là đứa không ra gì. Nhưng mà trước khi em biến khỏi mắt anh, em sẽ cho anh coi một đoạn clip hấp dẫn. Như đã đủ rồi, chờ ra tòa coi cho đầy đủ. Những thông tin phía sau rất là hấp dẫn anh à. Tao không có dễ hù đâu nghe. Không dễ hù, ok. Em có cái này muốn cho anh coi luôn. Anh thấy sao hả anh yêu? Chỉ với đoạn băng này và với con dao này có thể kết tội được tao sao? À? Bây giờ lời khai và hung khí gây án đã nằm trong tay của em. Anh muốn biện minh gì đó thì cứ việc ra tòa. Nếu tòa án mà tin anh thì em chúc mừng anh. Em cũng nghĩ là anh đủ thông minh để không dính vào rắc rối mà ảnh hưởng tới uy tín của anh, đúng không? Vậy bây giờ mày muốn gì? Tao muốn có được Duyên Miệng và 10 tỷ. Còn điên, mày muốn đào mỏ hả? Đừng có mơ. Tùy anh thôi. Em cho anh thời gian là 24 tiếng thôi nha. Anh chọn cách nào thì em chịu cách đó. Ok, vậy nha. Người mà bấy lâu nay hai Bình yêu thật lòng. Trâm, Trâm, chính là em đó. Trâm ơi, những gì chị Trâm nói là thật sao? Từ lâu anh hai đã có tình cảm với mình sao? Dù trước giờ mình vẫn mong có được người yêu giống như anh hai, nhưng bây giờ đối diện với sự thật, mình lại thấy trong lòng khó xử quá. Mày. Anh hai. Cả đêm qua anh hai ở đâu vậy? Anh ở bên chỗ Du Danh. Em cũng đoán vậy. Anh đã gặp chị Trầm chưa? Chị Trầm sao rồi? Trầm lên Sài Gòn rồi. Anh tính lên trển để nói chuyện với Trầm. Anh hai cứ lên gặp chị Trầm đi. Giờ chắc chỉ buồn lắm. Út mày à, những gì Trầm nói em đừng có nghĩ tới được không? Đúng là trước đây anh đã có tình cảm với em, nhưng anh không dám nói ra, nhìn không muốn công khai về thân phận của em. Cho nên anh mới chọn Trầm để có thể quên được em. Bây giờ dù em đã biết sự thật, nhưng anh vẫn không muốn bỏ mặc Trầm. Làm như vậy tội lỗi quá, anh không làm được. Anh hai, em hiểu mà. Em ủng hộ anh. Em rất tự hào khi có người anh giống như anh. Bây giờ lên Sài Gòn. Em ở đây á, có gì chạy qua phụ với dì Tám chăm sóc cho chú Du Danh. Anh thấy dạo này chú yếu lắm rồi đó. Dạ, em biết rồi. Em sẽ lo cho thầy. Ăn cháo đi ông. Ăn rồi còn uống thuốc nữa nè. Ăn đi ông. Nè. Dạ con thưa thầy, thưa dì Tám. Út Mây. Ngồi đi con. Út Mây à,
ở bển á, lo hậu sự cho cha con xong chưa? Dạ xong hết rồi dì. Mấy bữa nay con lu bu quá nên không có qua đây thăm thầy với dì Tám được. Không sao đâu con, con cứ thu xếp công chuyện, đừng lo cho thầy. Thầy, thầy sợ con lo chứ gì. Con thấy thầy yếu lắm rồi, hay không mấy con đưa thầy lên trạm sáng nghe thầy. Út May à, thiệt ra thầy con ống buồn nên thành bệnh thôi, cho nên cũng không biết chữa bằng cách nào. Ủa, thầy con có chuyện gì buồn nữa hả dì Tám? Bây giờ Thúy Hòa đã mất rồi, dì muốn nói cho con biết một chuyện. Chuyện gì mà có liên quan tới em Thúy Hòa nữa hả dì? Không những liên quan tới con Thúy Hòa mà còn liên quan tới ông Quang Tuấn nữa. Cho nên dì muốn cho con biết để nhắc nhở con. Thiệt ra thì mười mấy năm trước, bà Trúc Lam chính là vợ của thầy con. Hai người có với nhau một đứa con gái. Rồi bà Lam bị ông Quang Tuấn dụ dỗ bỏ đi với ổng. Trời đất ơi, lại có chuyện này nữa sao dì Tám? Không những vậy, bà Lam còn kêu ông Tuấn quay lại bắt đứa con gái đem theo, nên ông Tuấn đã làm cho thầy con bị mù đôi mắt, rồi còn định đâm chết thầy con. May mắn là dì cứu kịp nên ổng mới còn sống tới bây giờ. Dì Tám, rồi sao nữa hả dì? Bao nhiêu năm qua, thầy con cứ đinh ninh con gái của ổng bây giờ đang sống cùng mẹ nó. Nhưng khi gặp lại bà Lam, dì mới biết đứa con gái đó cũng đã mất tích trong đêm xảy ra án mạng. Cho nên dì với bà Lam mới gạt thầy con, nói Thúy Hòa chính là con gái của ổng, rồi chờ sơ hở của ông Tuấn mà bắt Thúy Hòa đem đi. Có chuyện đó thiệt sao dì Tám? Chính vì sợ bứt dây động rừng, rồi không thể đem Thúy Hòa đi được, nên dì Tám với thầy con mới không dám nói thật cho con biết về ông Tuấn, để con nhìn rõ con người của ổng. Bây giờ Thúy Hòa đã mất rồi, cho nên không còn gì để mà dè chừng nữa. Ông Tuấn thiệt ra là kẻ giết người sao? Phải đó Út May, con hãy tránh xa ông Tuấn đi. Nó là kẻ giết người, nếu như con ở bên cạnh nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ làm hại con. Nó không phải là người tốt đâu. Dì với thầy rất lo cho con. Con hiểu rồi. Mấy bữa nay con cũng dần dần nhận ra bộ mặt thật của ông Quang Tuấn. Con cũng cảm thấy thất vọng lắm. Nhưng mà dì Tám ơi, con thấy có một chuyện này rất là trùng hợp. Chuyện gì vậy con? Trước khi cha con mất, cha con có nói cho con biết con không phải là con ruột của cha. Cha con còn nói cha ruột của con ngày xưa đã bị nhân tình của mẹ con giết chết, nên cha đem con về nuôi. Có điều không biết bây giờ hài cốt cha ruột của con ở đâu, và kẻ giết cha ruột con là ai. Vì cha con chưa kịp nói hết thì cha con đã hôn mê, rồi sau đó cha con mất. Út mày. Thầy, không lẽ con đây chính là con ruột của thầy? Không lẽ là vậy sao con? Thầy ơi, con cũng không biết nữa. Con thấy chuyện của con với chuyện của thầy rất là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp thôi. Bởi vì có một chuyện này nữa, để tôi nói cho hai thầy trò ông biết luôn, để tránh nhận lầm nhau thì mất công lắm. Chuyện bà gì vậy dì Tám? Chuyện gì? Lúc tôi còn ở trên Sài Gòn á, chị Lam có nói với tôi á, là bà cũng nghi ngờ Út May là con gái của bà. Bởi vậy cho nên bà mới lén đi làm xét nghiệm cái gì đó. Nhưng mà kết quả bác sĩ trả về nói bà với Út May á, không phải là mẹ con. Bình, em biết anh sẽ lên đây tìm em, nhưng mà em đã quyết định ra đi để quên được anh, dù trong lòng em rất buồn.
nhưng em vẫn cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản với quyết định của mình. Bởi vì em không muốn trở thành người thừa, không muốn anh vì em mà vướng bận. Hai Bình, anh hãy mạnh mẽ lên và đối diện với tình cảm của mình. Chúc anh hạnh phúc. Rosie, cô định không gặp tôi nữa sao? Ông Tuấn, cô làm gì mà mặt mày khó coi vậy? Tôi về tìm cô. Cô ở đây lâu như vậy, tôi nghĩ cô cũng chưa giải quyết xong những chuyện cần làm đâu. Nếu đợi lâu hơn nữa, tôi chỉ sợ cô mất thời gian vô ích thôi. Tôi nghĩ không có gì là vô ích hết. Bởi vì cho tới lúc này, dù tôi chưa nắm rõ sự thật về cha tôi, nhưng mà tôi lại biết được vài chuyện rất đáng để biết. Cô nói vậy là sao? Cô biết những chuyện gì? Không có gì. Bữa nay thái độ của cô rất là khác lạ. Có chuyện gì vậy? Chắc là có ai đó lại đặt chuyện nói xấu tôi rồi phải không? Ông Tuấn, tôi đã nói rồi, tôi chỉ tin vào sự thật thôi. Vậy cô có biết sự thật là cái gì không? Hay là cô lại nhầm lẫn giữa sự thật và những lời gạt gẫm từ những kẻ không ưa tôi? Dù cho có ai dựng chuyện nói xấu tôi, cô cũng đừng có tin. Tôi đối với cô trước giờ đều rất là thật lòng. Bữa nay tôi xuống đây không phải chỉ để kêu cô lên Sài Gòn đâu, mà là vì vì tôi nhớ cô. Tôi nói thật đó, tôi rất là nhớ cô. Lúc nào tôi cũng nghĩ tới cô. Ông mày à, cô không tin tôi sao? Tôi không nói gạt cô đâu. Tôi thực sự rất là thích cô. Cô là một cô gái rất đặc biệt. Cô rất thuần khiết. Cô khác với những người mà tôi từng quen biết. Ban đầu á, đúng là tôi chỉ coi mối quan hệ giữa tôi với cô đơn giản chỉ là kiếm tiền thôi. Nhưng dần dần cô đã chinh phục tôi. Cô đã khiến cho tôi không thể nào quên cô được. Ông Tuấn! Úc May à, tại sao tới giờ phút này tôi đã làm cho cô rất là nhiều thứ, đã cùng cô trải qua biết bao nhiêu là chuyện rồi, mà cô vẫn không thể chấp nhận được tôi sao chứ? Bây giờ giữa tôi và Trúc Lam đã không còn quan hệ gì nữa. Bà có cuộc sống của bà, tôi có cuộc sống của tôi. Nếu cô tiến tới với tôi, cũng sẽ không bị ai dị nghị hết. Ông đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Ông đi đi, tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi. Cô muốn yên tĩnh một mình để tập trung ngẫm nghĩ về thù hận, tập trung ngẫm nghĩ về những chuyện đau lòng hay sao? Cô đi với tôi đi, quên hết những thù hận và những chuyện không vui đi. Dẹp bỏ hết tất cả đi. Hãy sống một cuộc sống mới, bình yên, thanh thản. Cô được không vậy? Những lời từ miệng ông nói ra không giống như những lời lẽ của một kẻ sát nhân đâu. Ông đừng giả tạo nữa. Út May à, tôi không thể sống thiếu cô. Tôi yêu cô. Tôi muốn cô thuộc về tôi. Ông Tuấn, đi với tôi đi. Út May, ông đừng bao giờ nói tới những chuyện này nữa. Cũng đừng bao giờ nghĩ tới nó nữa. Út May, cô, Út May, Út May. Cô sẽ hối hận. Cô nghĩ sẽ dễ dàng thoát được tôi sao? Tuy Hòa ơi,
Linh Thiên, hãy phù hộ cho mẹ tìm được chị của con. Bao nhiêu năm qua mẹ cố gắng kiếm tìm nhưng mà đều vô vọng. Bây giờ mẹ biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Nếu như tới lúc nhắm mắt mà mẹ vẫn chưa tìm được chị của con thì mẹ vẫn không thanh thản ra đi đâu Thúy Hòa ơi. Chị Lâm, con xin lỗi, nhưng con không muốn cho ông Quang biết ông Quang Tuấn chính là kẻ đã giết cha của mình. Nên một lòng con phải giấu kín sự thật này vì mối quan hệ ruột thịt giữa dì và ông Mây. Con không muốn ông Mây dưới nhà thù hận với ông Quang Tuấn, vì như vậy chỉ khiến cho em... Út Mây chính là con gái của tôi, nhưng mà kết quả xét nghiệm thì không phải mà. Thì đó, tôi cũng nhớ tới kết quả xét nghiệm đó, cho nên mới không dám kết luận ẩu tả. Tôi nghi là bác sĩ kiểm tra lộn đó chị. Không lẽ kết quả đó là nhầm lẫn sao? Ờ, phải rồi, chắc là nhầm lẫn đó mà. Nếu vậy chỉ cần xét nghiệm thêm một lần nữa là chắc chắn đúng không chị? Ừ, đúng đó. Đây nè, tôi có nhớ đến lời chị nói hôm bữa đó. Tôi nhớ chị có nói với tôi muốn làm cái này thì phải có tóc của con Út Mây, đúng không? Dạ dạ. Cho nên tôi lấy cây lược của nó, cái tôi gỡ tóc của nó ở trên cây lược, tôi đem lên cho chị nè. Chị coi coi làm được không? Dạ thưa ông chủ. Dạ con cũng có một thắc mắc đó ông chủ. Dạ cái dao này nè, là cái dao gì mà bà Ly bảo quý dữ vậy ông chủ? Mà tại sao bà phải giấu? Tại sao ông chủ lại cướp của bà? Cái tự nhiên rồi ông chủ đem đi đốt vậy ông chủ? Của mày đó, cầm lấy rồi biến đi. Dạ ha, đừng có nhiều chuyện như vậy nữa. Dạ con biết rồi. Đi đi. Dạ. Dạ có tiền là ông chủ muốn con nói là con nói, muốn con im là con im hả? Cảm ơn ông chủ. Chủ ơi, tiền nhiều quá. Trái đi, trái nữa đi. Ai Ly, mày tưởng mày có thể dễ dàng uy hiếp tao hả? Chẳng qua là tao thả để tìm cơ hội cắt bỏ cái ung nhọt ghẻ lỡ đeo bám cuộc đời của tao. Còn tao, từ giờ trở đi tao không phải rôn rớp lo sợ bất cứ thứ gì nữa. Nhân chứng, vật chứng, tất cả đều đã thành tro hết rồi. Nếu con là con gái của thầy thì con có thể tha thứ cho bà Lam hay không? Con nói đi, nói thử đi. Tới rồi đó con. Út Mây. Ủa, dì Tám. Út Mây à, dì ra đây là để gặp con. Có chuyện gì hả dì? Út Mây à, dì có chuyện này muốn nói với con. Dì Tám nói đi. Nhưng mà con phải bình tâm để nghe dì nói, nghe dì khuyên nhủ nghe con. Dạ. Con có nhớ cái hộp sách đựng mấy món đồ mà bữa trước thằng Hai Bình nó giật lại, nó không cho con coi không? Dạ con nhớ. Thiệt ra thì trong đó có đựng bộ đồ của con gái bà Lam với thầy con đó, cho nên dì mới đem lên cho bà Lam coi. Với lại dì Tám cũng nghi ngờ con với lại bà Lam là ruột thịt với nhau, cho nên dì còn lén đem mấy sợi tóc của con để đưa cho bà Lam làm xét nghiệm lại.
Rồi sao nữa gì? Kết quả là sao? Dì Lam chính là má ruột của con đó. Con à, dù gì bà cũng là má của con, là người mang nặng đẻ đau ra con. Có gì thì con cũng bỏ qua cho bà. Con đừng có giận bà nữa nghe con. Thiệt ra mấy bữa nay con cũng đã nghi ngờ, nhưng cuối cùng chuyện này cũng đã là sự thật. Trong lòng con bây giờ rất khó xử. Con không biết, nếu như dì Lam là má con thì con phải đối diện với dì như thế nào nữa. Con không muốn thù hận ai hết, nhưng mà chứng kiến nỗi đau của thầy, của cha thì con thấy khó mà tha thứ quá dì ơi. Dì hiểu mà. Bà Lam, bà cũng biết là con sẽ không tha thứ cho bà, cho nên bà mới nhờ dì về đây nói chuyện với con. Bà mong con sẽ tha thứ cho bà. Bà rất nhớ con, rất muốn gặp lại con đó. Con cần có thời gian gì tám mà. Út May à, con từng khuyên thầy con cho bà Lam cơ hội, tại sao bây giờ chính bản thân con lại không cho bà cơ hội vậy? Con, bà là má của con mà. Không. Út May. Dù mình đã lường trước sự thật này, nhưng tại sao khi đối diện mình lại không thể bình tĩnh được? Má ơi, con phải nhìn nhận lại má như thế nào đi? Dì ơi, dì sao vậy? Dì ơi, dì à, dì sao vậy? Hai Bình. Dạ. Chị qua đây ngồi nghỉ đi chị. Chị có sao không vậy? Hồi nãy tự nhiên chị thấy chóng mặt rồi ngã ngang ra. Chị uống nước đi chị. Con thấy lo cho dì lắm. Hay là dì đi khám thử coi, coi có bệnh gì không, chứ con thấy dì bị ngất hoài vậy không có ổn đâu. Dì không sao đâu mà. Con tính qua đây coi dì có cần con phụ gì không. Không cần đâu. Dì cảm ơn con nha Bình. Sẵn con ở đây, dì cũng có chuyện này muốn nói với con. Dạ. Gì? Cái hộp này là... Hai Bình, thật ra Út May chính là đứa con gái mà dì đã bị thất lạc. Cái hộp này có đựng những món đồ kỷ vật của Út May. Nếu như Út May mà biết sự thật, chắc nó giận dì lắm. Bởi vì dì là một người mẹ không xứng đáng. Dì đã bỏ mặc con mình suốt bao nhiêu năm qua. Hai Bình ơi, dì xin con
làm ơn khuyên giải nó để nó có thể tha thứ cho dì được không hả con? Dì Lâm, con xin lỗi dì. Thật ra con đã biết Út May chính là con gái ruột của dì từ lúc con đọc được thông tin trên tờ báo cũ đó. Trời ơi, vậy tại sao con không nói cho dì biết hả Hai Bình? Dạ, tại vì sự thật này có liên quan tới cái chết của cha ông ấy và liên quan tới ông Quang Tuấn. Con sợ nếu như con nói ra thì Út May sẽ sống trong đau khổ và dằn vặt, rồi dướng vào hận thù với ông Quang Tuấn. Con chỉ muốn em con được sống yên ổn thôi. Mấy ngày qua thấy gì buồn khổ như vậy, thật tình con cũng khó xử lắm. Con xin lỗi gì. Chị hiểu. Út May có được một người anh như con ở bên cạnh đúng là may mắn cho nó. Hai Bình, thật ra cha ruột của Út May vẫn còn sống. Ai vậy gì? Đó là chú Vô Danh. Chú Vô Danh là cha ruột của Út May. Sở dĩ ông còn sống tới ngày hôm nay là nhờ có dì Tám Thể. Dù ông còn sống nhưng mà ra nông nổi như vậy dì thấy rất đau lòng. Út May nếu nó biết tại gì mà cha nó thành ra phế nhân, chắc nó càng không tha thứ cho dì đâu. Tìm dì Lam, kết quả xét nghiệm lần trước chỉ là nhầm lẫn thôi. Con chính là con gái của cha nè cha. Đúng là như vậy đó ông. Ông nhận con nhỏ đi ông. Con ơi, con gái của cha, con ơi.
Ngồi xuống đây. Ông Mai, con mới tới à? Con mới tới. Thấy cửa mở cho nên con không có kêu. Dì biết thế nào con cũng tới, nên dì không khóa cửa. Ông Mai, mấy bữa nay con có gặp dì Tâm Thể không? Dạ có. Dì Tám có nói gì với con không? Dạ không. Vậy dì Lam, dì bị sao vậy hả dì? Dì không sao. Lần này con lên Sài Gòn làm gì vậy? Con tính gặp ông Tuấn hay sao? Dạ không, nhưng nếu có gặp thì cũng là để nói dứt khoát hết mọi chuyện. Con nói vậy chị nghe mừng lắm. Đi được xa chắc mệt lắm không? Con vô trong rửa mặt mũi rồi nghỉ ngơi chút đi con. Thể xác mệt mỏi, dù sao vẫn còn đỡ hơn là mệt mỏi trong lòng đó gì. Có chuyện gì vậy con? Cũng không có gì. Chẳng qua mấy đêm gần đây con hay nằm chiêm bao, con thấy con gặp lại má của con, là cái người mà 19 năm trước đã bỏ rơi con. Dì Lâm! Dì Lâm! Dì Lâm! Lắm phải không? Sở dĩ tôi biết cô lên đây là vì lúc nào tôi cũng quan tâm tới cô hết á. Sao? Sao không tìm tôi? Sao lại tới mấy cái xóm nhà trọ ọp ẹp này chi vậy? Nè, chìa khóa nè, cô cứ về nhà cũ mà ở cho thoải mái, cho sung sướng ha. Cô muốn chống đối hả? Ông Tuấn, kể từ giờ phút này tôi không còn liên hệ gì với ông nữa hết. Xin ông làm ơn, để tôi yên. Cái gì? Không còn liên hệ hả? Vậy còn cái hợp đồng mà cô đã ký với tôi thì sao? Nó vẫn còn thời hạn mà. Còn những thứ tôi đầu tư cho cô thì sao? Hả? Rồi những dự án sắp tới còn đang dang dở nữa. Tôi vẫn chưa thu về lợi nhuận mà. Vậy còn cái chết của cha tôi thì sao? Những nhát dao đâm chí mạng mà ông đã dành cho tôi thì sao chứ? Nếu so với những thứ đó thì chính ông mới là người mắc nợ tôi đó. Thì ra cuối cùng cây kim cũng lòi ra khỏi bọc.
Nhưng mà không sao, cho dù bây giờ cây kim có lòi ra thì cũng không hề hứng gì hết á. Nhân chứng, vật chứng nè, tất cả đều không còn nữa. À mà nè, nếu như tôi nói là tôi không có liên quan gì tới cái chết của cha cô á, thì cô có thể làm gì được tôi nè? Hả? Thì ra bây giờ ông đã chịu lột lớp mặt nạ của ông. Ông thật là hèn hạ, thật là đê tiện. Tôi nói cho ông biết, bản thân tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ có ý định tố cáo ông. Bởi vì tôi biết có tố cáo ông, tôi cũng sẽ không bao giờ thắng. Nhưng tôi muốn ông nhớ một điều, trong cuộc sống này vẫn còn nhân quả, vẫn còn báo ứng đó. Nhân quả, báo ứng. Nè, nếu mà thật sự có nhân quả thì bây giờ tôi có còn đứng đây để nói chuyện với cô được không? Nè, cuộc sống á vốn dĩ không có sự thật, không có chân lý gì hết á, chỉ có thắng hoặc thua thôi. Tôi đã từng nói với cô rồi, cô không nhớ hả? Tôi không muốn nói chuyện với ông nữa. Đối với tôi bây giờ, ông chính là kẻ thù. Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp mặt ông. Danh vọng phù hoa, tất cả những thứ đó chỉ là gài bẫy. Ông đã gài bẫy để lừa tôi. Tôi trả lại hết cho ông đó, tôi không cần cái gì nữa. Từ đây về sau, tôi yêu cầu ông đừng bao giờ làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Ê nè, Út mày, cô không nghĩ là mình mắc nợ tôi sao? Hả? Tôi mắc nợ ông. Chứ sao? Ông đã gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho gia đình tôi. Ông đã hãm hại cha tôi, làm cho mẹ tôi đau khổ, biến tôi thành một đứa côi cút suốt gần 20 mấy năm qua. Như vậy là tôi mắc nợ ông, hay là ông mắc nợ tôi? Út mày, tôi yêu cô, cô không được bỏ trốn tôi, không được quay lưng với tôi. Út mày, bằng mọi giá tôi phải chiếm được cô. Trời ơi, mấy mớ cá này ha, một lát kho tiêu là hết sảy luôn á. Ủa, nãy giờ tôi nói ông có nghe cái gì không? Mấy bữa nay con Út May nó lên trển ở, không biết tình hình nó với má nó làm sao rồi, tôi lo quá. Cho dù Út May nó không có bỏ qua cho bà thì cũng không trách nó được. Tôi không có gì để nói. Ông rộng lượng chút đi. Dù gì á thì bà Lam bà cũng đã hối lỗi rồi, bà cũng chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Con Thúy Họa cũng mới mất, gia đình bà ở trển cũng tan đàn xẻ nghé hết rồi. Ông nghĩ coi, bà chịu bao nhiêu chuyện như vậy thì cũng là trả báo xong rồi. Ông còn không tha cho bà nữa hay sao? Bây giờ tôi đã tìm được con gái của tôi, coi như mãn nguyện rồi. Thật ra lúc này đối với tôi, chuyện tha thứ cho bà hay không, tôi không còn quan trọng nữa. Vấn đề là ở con Út May thôi. Nó có ý kiến của nó, tôi không can thiệp được. Sao lại không được? Ông là cha nó, nhiệm vụ của ông là phải dạy nó làm những chuyện nên làm chứ. Tôi thấy ông nên nói chuyện với nó, khuyên nhủ nó, để nó thoải mái bỏ qua mọi chuyện cho bà Lam. Không cần đâu. Nói gì thì nói, tôi hiểu tính Út May mà. Nó là một đứa rất hiền hậu. Tôi bảo đảm, dù có giận má nó cách mấy, thì trong lòng của nó vẫn nghĩ cho bà. Thời gian sẽ khiến nó nguôi ngoai, rồi đâu lại vào đó thôi. Biết là như vậy rồi, nhưng mà con Út May á, nó là đứa hiểu chuyện. Nó cũng tuổi trẻ bồng bột, nhiều khi nó chỉ vì thương ông mà không chịu ngu giận cho má nó thì sao? Tôi thấy tốt nhất á, là tôi với ông lên trển khuyên nhủ nó,
rồi cái sẵn thăm bà Lam luôn. Trời ơi, hôm bữa tôi lên trển á, tôi thấy bà ốm nhơm ốm nhách hà, mặt mày thì hốc hoác xanh dờn vậy đó. Ông, nghe lời tôi đi. Tôi biết ông giận bà thì giận, nhưng mà con người ông á thì cũng đâu phải là loại vô tình vô nghĩa mà bỏ mặc bả giữa lúc này, phải không? Đi nghe. Nghe lời tôi nghe. Nghe. Mày. Anh hai đem cái này vô cho dì Lam, nhưng mà đừng có nói là của em. Em đã tới đây rồi thì vô nhà gặp má luôn đi. Em thấy trong lòng vẫn chưa được thoải mái, cho nên em không muốn đối diện với bà ấy. Thật lòng em cũng không có muốn tránh mặt như vậy hoài, nhưng mà em cần thêm thời gian. Em cần thêm thời gian là cần thêm bao lâu? Út mày à, anh chỉ sợ tới lúc đó em sẽ không còn cơ hội nữa. Anh hai nói vậy là sao? Chuyện đã tới nước này, anh cũng không giấu em nữa. Anh muốn em biết một chuyện có liên quan tới má của em. Thực ra má em đang bị một khối u ở trong não. Bác sĩ nói là má em không còn sống được bao lâu nữa đâu. Chính vì vậy mà mấy bữa nay anh mới dọn qua đây để ở chung với má em, coi có gì để còn phụ giúp. Anh hai nó gạt em. Anh hai gạt em để em mau chóng nhận lại bả chứ gì. Anh hai không có gạt em. Bây giờ sức khỏe của má em rất là yếu. Má em thì từng ngày mong em tha thứ cho má. Má em sợ tới lúc má em nhắm mắt vẫn không nhận được sự tha thứ của em. Út mày à, anh thấy tội nghiệp cho má em lắm. Em suy nghĩ lại đi, chứ đừng để cho má phải dằn vặt và khổ tâm hơn nữa. Tới lúc má nhắm mắt vẫn không thể được nghe một tiếng tha thứ từ con. Giờ này dì chưa ngủ nữa hả dì? Hai Bình, sáng mai dì định trở về Gò Tháp. Dì muốn gặp mặt cha Út Mây một lần nữa để tạ tội với ông. Nếu không, dì sợ sẽ không còn kịp nữa. Dạ, vậy ngày mai con sẽ đưa dì đi. Còn nữa, khi dì về dưới rồi, về dưới luôn đi, chứ xong ở Sài Gòn này dì không yên tâm. Dạ con biết rồi, con cũng muốn đưa mai về quê mà. Thôi bây giờ dì nằm ngủ đi, ngủ sớm để mai có sức mình còn đi. Ừ.
Dì ơi, dì. Dì ơi. Dì. Uống thuốc đi dì. Dì mệt lắm. Út mày. Dì muốn gặp con gái. Dạ, con nghĩ là Út mày sẽ qua gặp dì thôi mà. Dì đừng có buồn nữa. Út mày tới kìa. Con nè má ơi. Út mày. Em vô trong đi. Má ơi, má đừng nói nữa mà. Con sẽ lo cho má khỏe lại. Bất cứ giá nào con cũng phải cứu má mà má ơi. Không kịp nữa đâu con. Bây giờ má biết con đã tha thứ cho má thì má mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà nếu như má ra đi, người mà má lo lắng nhất chính là con. Má, má đừng có nói như vậy mà má. Má rất thương con. Má rất muốn được sống để được ở bên cạnh con. Nhưng tất cả đã quá trễ rồi. Cũng tại má. Bây giờ má muốn dặn dò con một chuyện, cũng là tâm nguyện sau cùng của má. Má nói đi con nghe mà má. Sau khi má mất, má muốn hiến đôi mắt của má cho cha của con, coi như một cách để mà bù đắp cho cha má con. Ơi. Má hy vọng với đôi mắt này sẽ giúp cho cha con thấy lại ánh sáng. Đừng mà má ơi. Má ơi, má sẽ không sao hết mà má ơi. Còn nữa, má có viết một lá thư để lại. Trong đó là tất cả những gì má muốn dặn dò mọi người. Và con, má để lá thư dưới gối. Và cảm ơn con. Má ơi, cuộc đời này má còn nợ cha con còn rất nhiều. Chỉ vì một lần sai lầm của má mà đã tạo ra biết bao nhiêu nỗi đau cho người thân yêu của mình. Tới lúc chết, má vẫn không muốn ngẩn. Má, má ơi, má đừng suy nghĩ nữa. Mọi chuyện qua hết rồi má ơi. Con sẽ nói với cha bỏ qua hết cho má mà má. Còn má, má thương con nhiều lắm. Con cũng thương má. Con cũng thương má lắm má ơi. Con đã thương má từ lúc con chưa biết má là má của con nữa má ơi. Tới rồi. Nhà bà ở đây nè. Tỉnh dậy đi cha ơi. Má rất là mong cha tha thứ. Con cũng vậy. Con cũng mong cha quên hết những chuyện trước đây. Có được không cha? Bà, đúng là cuộc đời ai cũng có những sai lầm, biết là như vậy đâu.
Nhưng nhiều lúc con người ta vẫn ích kỷ, không chịu tha thứ. Tôi cũng vậy. Tôi cũng từng ích kỷ với bà. Nhưng mà bây giờ nước chảy mây trôi, tôi cũng không còn lòng dạ nào để giận bà được nữa. Không phải vì thấy bà trong cảnh này mà tôi mới tha thứ cho bà đâu. Chỉ vì tôi biết hận thù thì có lúc cũng cần phải được hóa giải. Bà tỉnh dậy đi bà. Tỉnh dậy để mà tiếp tục sống như con gái của mình nè bà ơi. Bà tỉnh dậy đi bà ơi. Bà tỉnh dậy rồi kìa cha. Bà tỉnh rồi hả? Tôi nè bà. Tôi là Minh Tường nè. Má, bây giờ cha với con đều không có giận má nữa. Cha với con đều mong má khỏe lại. Má ráng lên nghe má. Bà ơi, những ngày vừa qua dù tôi biết bà cũng đau khổ, nhưng tôi vẫn dày dò bà. Tôi cũng có lỗi. Tôi xin lỗi bà nghe. Bây giờ tôi cũng không còn trách móc gì bà nữa. Mọi chuyện coi như đã qua hết rồi. Và cầu mong cho cha con tha thứ cho má. Út mày ơi, sau khi má ra đi, má muốn được bù đắp cho cha con bằng cách hiến tặng giác mạc của má, để cha con thấy được ánh sáng, thấy được gương mặt xinh đẹp của con, thấy được tất cả những điều tốt đẹp trên cuộc đời này mà bao nhiêu năm qua vì má cha con đã không được thấy. Dù cho bây giờ má có làm gì để bù đắp, cũng không thể nào gột rửa được những sai trái của mình. Nhưng má muốn làm tất cả những gì có thể, dù là nhỏ nhoi, dù là trễ nải. Và tâm nguyện sau cùng, khi má ra đi, con hãy hỏa thiêu rồi đem tro cốt của má rắc trên dòng sông quê mình. Má muốn trở lại quê hương để linh hồn má muôn đời quyện vào đất sỏi sông nước bờ bãi quê mình, để má vẫn còn được ở cạnh cha con không cô đơn lạnh lẽo. Tận đai lòng của má một lần nữa xin lỗi hai cha con của con. Mày, má thương con rất nhiều. Má cầu mong cho cuộc sống của con thật là hạnh phúc.
Bây giờ ngồi ở đây, em có cảm giác như được nhìn thấy má. Má lúc nào cũng ở bên cạnh em mà. Má ở khắp nơi, chỗ nào có em thì chỗ đó có má, phải không anh hai? Bữa nay anh thấy em vui hơn rồi đó. Ở trên trời chắc má em cũng vui lắm. Dù cho bây giờ má đang ở trên trời, nhưng mà em cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Vì cuối cùng em cũng đã biết được gốc gác của mình. Nhưng mà anh hai nè, Dù cho thế nào thì anh hai cũng vẫn là anh hai của em nha. Đương nhiên rồi, anh mãi mãi là anh hai của em mà. Mấy bữa ở trên Sài Gòn, anh hai có tìm được chị Trầm chưa? Anh có đi tìm nhưng mà không gặp được. Anh cũng không biết bây giờ Trầm đang ở đâu nữa. Anh hai nè, trong mắt em, anh hai là một người đàn ông rất tốt. Nếu như em có được một người như anh hai ở bên cạnh của em thì còn hạnh phúc nào hơn nữa. Nhưng mà Út Mây, thực ra từ đó cho tới bây giờ tình cảm trong lòng anh vẫn vậy, vẫn nguyên vậy. Anh vẫn... Chị Trầm sẽ buồn đó anh hai à. Thôi, từ đây về sau hai đứa mình đừng có nhắc tới chuyện này nữa. Anh hứa với em, anh sẽ có trách nhiệm với Trọng. Anh sẽ tiếp tục tìm Trọng cho tới khi nào gặp được thì thôi. Anh hai, sau tất cả mọi chuyện, em nhận ra cái tình của anh, em cũng thấy thương anh lắm. Nhưng biết làm sao được, hai đứa mình không thể ích kỷ như vậy đâu. Trầm giúp mày. Rồi, mày lên. Trời, chị Tâm. Tâm, chị Tâm ơi. Sao vậy? Tâm, em đưa Tâm về nhà đi. Dạ. Rồi hả? Dạ, anh hai con cũng bị bắt luôn rồi. Mấy người này ở đâu ra vậy dì? Dì cũng không biết nữa. Tụi nó lạ lắm, tự nhiên xông vô nhà. Báo công an đi con. Chúng tôi chỉ khắc phục được một số đoạn clip trong này, nhưng chất lượng sẽ rất mờ, không như bản gốc được. Tặng nước mây nhà. Anh lộn được chứ không á? Bữa đó anh lượn ở dưới cả tiếng đồng hồ luôn á. Quý nói xạo quá, làm như là người nhái không bằng vậy. Nhưng mà cái này là cái gì? Út Mây mở ra coi gì, đẹp lắm á. Cái này quý tự gói không? Tôi nhìn là biết liền à. Anh hai, anh hai coi nè, cái máy quay này làm tặng cưới quà mà. Đúng rồi, đúng là cái máy này rồi.
Ủa, nhưng mà sao nó lại ở dưới sân? Quý, Quý lượm được cái máy này ở đâu vậy? Ở trên kia kìa. Chỗ đó chính là đoạn sông mà chiếc dép của nội dướng lại ở đó. Là trùng hợp hay là có mối liên quan nào? Cái máy hư rồi, chắc là bị vô nước. Anh hai, cái thẻ nhớ cũng không còn trong máy luôn. Lạ thiệt, cái thẻ nhớ thì không thể nào tự rớt ra, trừ phi có ai đó lấy nó ra. Ăn được hả? Con gái của mày á, coi bộ cũng bất hiếu quá, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi à, nỡ để cha của nó chịu cảnh như vậy đây nè. Mày đi. Sao? Sao không trả lời? À, tao quên. Sao Khanh? Mày đúng là đồ cáo trợ. Mày thả tao ra không? Tao đâu có ngu đâu. Cứ ở yên ở đây đi. Tao chỉ bỏ đói mày thôi, chứ tao đâu có bạc đãi hay đánh đập gì mày đâu, không? Sao Khanh, năm xưa mày làm cho cả gia đình tao tan nát, rồi bây giờ mày còn muốn hại con gái tao nữa sao? Tao hối hận vì năm xưa tao không báo công an để pháp luật trừng trị mày. Mày đúng là một con quỷ đội lốt người. Lẽ ra mày đã bị pháp luật trừng trị lâu rồi. Mà bây giờ mày có hối hận thì cũng có giải quyết được gì đâu. Tao nghĩ chuyện mà mày nên làm lúc này không phải là hối hận đâu, mà là nói chuyện với Út Mai vài câu đi, năn nỉ nó cứu mày. Một khi nó chấp nhận chung sống với tao thì tao sẽ thả hai đứa mày ra ngay. Không đời nào. Mày cứ giết tao đi. Tao không để cho con gái tao nó bị mày làm hại đâu. Hình như là tiếng của cha. Cha ơi, cha, cha sao vậy cha? Sao? Cha ơi, sao vậy? Có nghe tiếng la đau đớn của cha không? Ông thiệt là đồ khốn nạn, mau thả cha tôi ra. Anh thả hay không là còn tùy thuộc vào em thôi. Như vậy thì anh khốn nạn hay là em bất hiếu đây? Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Cho anh biết câu trả lời sớm nha. Cha, sao rồi con? Tụi nó làm gì ổng vậy? Con không biết nữa gì Tám. Con chỉ nghe giọng của cha rất là đau đớn. Thấy chưa? Ai biểu mà cãi lời tao? Nói chung á, cả ba cha con mày á, biết khôn thì ngoan ngoãn một chút đi. Alo. Anh yêu, nhận ra em không? Người tình bé nhỏ của anh đây. Con điên, mày dám gọi cho tao nữa hả? Mày có tin tao sẽ cho người xử mày luôn không? Em biết chứ, nhưng mà em đâu có sợ, bởi vì em nghiện
Sau khi em đưa cho anh coi cái clip này, bảo đảm là anh sẽ nghe lời em đâm trách. Mày lại giở trò gì nữa đây hả? Đâu có gì đâu cưng. Chỉ là cho anh coi mấy cảnh đồng quê sông nước thanh bình thôi. Anh check mail lẹ đi nha, rồi em sẽ gọi lại sau. Không được, tranh thủ lúc ông chủ đi vắng, mình phải hốt bột mới về quê làm vốn mới được. Sao rồi anh yêu, clip hay không? Mày muốn gì? Ngắn gọn thôi, tiền. Bao nhiêu? Em muốn lấy lại cái duyên miệng và 10 tỷ đồng. Sau khi nhận được mọi thứ, em sẽ trả thẻ nhớ lại cho anh. Và lúc đó em sẽ đi thật xa, bảo đảm không bao giờ làm phiền tới anh nữa. 10 tỷ hả? Cái con điên kia. Với 10 tỷ á, tao dư sức mướn được 100 thằng tới xé xác mày ra, mày biết không? Nếu anh giết em thì ngay lập tức cái thẻ này sẽ tới tay công an. Kèm theo là một đoạn clip quay lại lời tranh đối của em. Lúc đó, ngoài tội giết bà Năm, anh sẽ là nghi can đầu tiên dính tới cái chết của em đó. Sao anh? Tội chồng chất tội như vậy, nhưng mà làm sao tao biết được mày có sang cái clip này ra thành nhiều bản hay không hả? Mày đưa cho tao cái thẻ gốc đó, rồi mày đem cái thẻ sau đi giao nộp cho công an để tố cáo tao, thì tao cũng chết thôi. Bây giờ còn sự lựa chọn hả? Tin đi không là tùy anh thôi. Bây giờ làm gì? Em chỉ cho anh thời hạn là 24 tiếng đồng hồ. Sau 24 tiếng, nếu em không nhận được những thứ mà em yêu cầu, thì lúc đó em sẽ làm những thứ mà em muốn đó, Quang Tuấn à. Dạ. Ông chủ. Ê bà. Dạ. Mày ra đây. Dạ. Nghe không? Mày ra đây. Mày. Ông chủ. Nãy giờ mày nghe được gì rồi? Dạ con vô đây dọn dẹp phòng mà ông chủ ơi. Nãy giờ mày có nghe được cái gì không? Dạ, dạ. Con à, con nghe hết rồi ông chủ ơi. Dạ, dạ. Ông chủ, nhưng mà con hứa với ông chủ, con sẽ không nói cho ai biết. Con về quê luôn ông chủ ơi. Dạ, nhưng mà con không có tiền về quê. Dạ, người ta đòi 10 tỷ. Con xin ông chủ cho con 10 triệu thôi. Con về quê luôn, con không nói cho ai biết đâu ông chủ. Mày đang kẹt tiền về quê hả? Dạ. Vậy là hồi nãy giờ mày nghe được hết rồi phải không? Dạ, con nghe được hết rồi. Nhưng mà con hứa với ông chủ, con về quê luôn, con không nói cho ai biết đâu. Con giữ bí mật mà ông chủ. Ờ, giữ bí mật, dạ. Im lặng. Dạ, con không nói cho ai nghe đâu ông chủ. Ông chủ. Ông chủ ơi. Mày dám ăn cắp vàng của tao nữa hả? Dạ con. Hả? Con. Nuôi mày ở nhà,
Có ngày mày cũng hại tao thôi à. Có đó ông chủ. Ông chủ ơi. Mày gì vậy? Mày có mày chết. Mày hả? Anh chấp tao hả? Cuối cùng thì tao cũng lấy được những thứ thuộc về tao. Tao là Hoa Khôi Hoàng Cầu. Hoa Khôi Hoàng Cầu mặt thẹn. Tụi mày biết không? Hoa Khôi Hoàng Cầu đó nha. Lucy. Ông Tuấn, có phải nếu như tôi đồng ý chung sống với ông thì ông sẽ thả cha và anh hai của tôi chứ? Dĩ nhiên, anh đã hứa thì anh sẽ làm. Được, tôi đồng ý. Ông làm ơn thả họ ra đi. Ngày mai tôi sẽ cùng ông đi đăng ký kết hôn. Em tưởng anh là đứa con nít à? Tờ giấy hôn thú đó chẳng qua chỉ là tấm giấy lộn thôi. Nếu như sau khi anh thả hai đứa nó ra, em đã xé bỏ cái tờ giấy đó cũng như không à. Vậy cho ông muốn sao? Anh muốn em sẽ thuộc về anh trước đã. Đi. Đi vô nhà đi em. Đi. Ông, đi. Ông làm gì đi. Vậy? Đi đi. Buông tôi ra. Mày, tao có một chuyện này muốn nói cho mày biết. Là ai đó? Có phải chị Ái Ly không? Mày không cần biết tao là ai. Mày chỉ cần biết rằng hiện giờ trong tay tao đang giữ một cái thẻ nhớ. Có chứa một bí mật khủng khiếp liên quan tới cái chết của mày đó. Nếu mày muốn biết, tao sẽ nhắn cho mày biết cái địa chỉ để mày tới lấy. Sắp có trò vui để xem rồi. Yeah.
chuyện gì vậy con? Là ai? Là ai? Ai nói cho con biết nơi này? Ai? Tao. Chính tao muốn nó đến đây. Như vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết rõ ràng. Út Mây, trong này chứa đựng tất cả những tội lỗi của thằng Quang Tuấn. Chính nó đã giết chết bà nội của mày, và con Thúy Hoài là người quay lại. Mày tính trở quẻ với tao hả? Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu. Khốn, giết mày. Trời ơi, anh hai. Anh hai. Ông Tuấn, tôi sẽ tố cáo ông. Không cần, tao làm việc đó thay mày rồi. Những gì trong này đã được chuyển đến nơi cần phải đến. Tại sao mày lại làm như vậy? Chẳng phải mày rất là ghét nó hay sao? Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Hơn nữa, dù gì tao với nó cũng là đồng hương, xét ra thì nó cũng chẳng lấy gì của tao hết. Và ngược lại, tất cả những thứ tao cần phải lấy lại là từ mày. Còn khốn, tao sẽ cho mày chết. Mày bất ngờ lắm phải không thằng nhỏ? Mày không muốn giết tao vì mày sợ bẩn tay. Tay của tao đã bẩn rồi thì mày giật mày. Mày có biết không, tao đã tự nhủ, thằng nào muốn quýnh tao thì quýnh cho tao chết. Còn để cho tao sống hả? Chết cho tao. Cha không sao không cha? Cha không sao đâu con. Em lấy điện thoại gọi công an đi. Hai đứa mày Hoàng Tuấn, tất cả những thứ tao ước ao bây giờ đã nằm trong tay của tao rồi nè Quang Tuấn. Mày, mày làm gì vậy? Ali, 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 thật đáng tiếc phải báo với gia đình là bệnh nhân bị đa chấn thương quá nặng, nhất là tổn thương cột sống, nên từ nay bệnh nhân sẽ phải sống thực vật. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn có thể nghe được những lời tâm sự của gia đình. Hy vọng thời gian sẽ là phép màu để cho bệnh nhân tỉnh lại. Xin chào bà. Cảm ơn bác sĩ. Bé hai, dù con có gây ra bao nhiêu lầm lỗi thì cuối cùng con vẫn là đứa con gái bé bỏng của má. Dù bây giờ con có ra làm sao, má cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc con đâu. Má đã từng khuyên con phải sống với những gì mình đang có, không vì danh lợi tiền tài mà đánh mất chính mình. Má hy vọng con nhận ra rằng danh vọng là phù hoa, chỉ có tình mẹ thương con là vô bờ bến, là tài sản cao quý mà con có được trên cuộc đời này. Bé hai. Theo tin từ cơ quan điều tra cho biết, cái chết của ông Nguyễn Quang Tuấn là giám đốc công ty giải trí, từ một cuộc ẩu đả vì mâu thuẫn cá nhân, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng phát hiện trong quá trình điều hành công ty, ông Tuấn đã có những sai phạm như khai khống chứng từ, trốn thuế, làm giấy tờ giả. Theo ý kiến ban đầu của viện kiểm sát, có thể số tài sản của công ty do ông Tuấn sai phạm sẽ được tịch thu để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân do ông gây ra. Cha, một chút xíu nữa bác sĩ mở băng mắt là cha có thể nhìn thấy mọi thứ rồi.
Chắc là cha hồi hộp lắm phải không cha? Cha vừa hồi hộp mà lại vừa nôn nóng nữa. Cha mong được nhìn thấy gương mặt của con đó. Chú, bố mày rất là dễ thương và xinh đẹp đó chú. Kỳ này mà tôi thấy đường trở lại, tôi sẽ không để cho ai làm hại con gái tôi đâu. Cha yên tâm đi cha, sẽ không ai làm hại con nữa đâu. Dạ xin phép. Dạ. Chào anh. Dạ chào bác sĩ. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu mở bằng mắt cho anh. Anh cứ bình tĩnh, mở mắt từ từ, đừng hấp tấp. Dạ. Lần đầu tiên ánh sáng tràn vào mắt sẽ gây ra cho anh một cảm giác rất khó chịu. Dạ. Anh cứ bình tĩnh, bây giờ tôi sẽ mở băng mắt cho anh. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Xong rồi, bây giờ anh hãy thả lỏng cơ thể. Cô hãy vô để giúp đỡ cho ông ấy. Dạ. Xin mời cô. Cha. Cha mở mắt ra đi. Kìa, bình tĩnh lại. Không sao đâu, sao chú? Bình tĩnh xuống, xin chào bác sĩ. Anh cứ bình tĩnh lại, không sao, không sao đâu. Sao chú? Bình tĩnh lại, bình tĩnh. Chú đừng mở mắt từ từ ra. Không sao đâu, chỉ hơi khó chịu một chút thôi. Không sao đâu, anh nghe tôi đi. Không sao đâu, anh nghe tôi nói nè. Anh cứ bình tĩnh lại, nghe tôi nói nè. Anh hãy bình tĩnh, tâm lý phải thật thoải mái. Anh cứ bình tĩnh lại, nè. Anh hãy thả lỏng ra. Anh hãy mở mắt từ từ. Có tôi bên cạnh anh đi, sẽ không sao đâu. Anh hãy nghe tôi, từ từ. Hãy thả lỏng ra. Anh hãy nghe tôi, cứ từ từ thôi. Anh hãy thả lỏng ra. Anh cứ thả lỏng đi. Cha. Không sao đâu. Anh cứ mở mắt từ từ ra. Chị Trâm, mấy tháng qua chị đi đâu mà mất biệt vậy? Anh hai của em tìm chị miết luôn mà không có gặp. Tìm làm gì? Thật ra mấy tháng qua chị ra đi cũng vì nhiều lý do lắm. Chị muốn đi để quên được ảnh và để có thời gian nhìn lại mọi thứ, đồng thời cũng để thanh thản trong tâm hồn. Vậy mấy tháng qua chị sống ra làm sao? Cũng nhờ chị ra đi mà chị gặp nhiều duyên mai. Bây giờ cuộc sống của chị nói chung cũng ổn nhiều rồi. Chị kể cho em nghe đi chị. Mình qua đây ngồi đi. Thiệt ra mấy tháng qua chị bỏ lên Bình Dương. Lúc đi á, chị cũng nghĩ là sẽ tìm một việc gì đó ở trển để làm. Rồi chị may mắn gặp lại một người quen, là đồng hương ở dưới quê. Cổ đang làm chủ một cái salon tóc cũng lớn lắm. Cổ thương chị, tạo điều kiện cho chị học nghề, còn cho chị ăn ở nữa, rồi trả lương cho chị nữa. Cũng vì vậy mà chị mới tích góp đủ tiền để giải quyết xong nợ nần hết rồi. Nghe chị nói như vậy em thấy mừng quá. Cuối cùng thì cuộc sống của chị cũng bình yên rồi. Mà chị nè, lần này chị phải ở lại để gặp anh Bình nha. Anh đi tìm chị hoài mà không gặp, em thấy anh buồn lắm. Chị hiểu mà. Thật ra lần này chị quay lại là vì chị đã suy nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ chị đã có thể bình thản mà đối diện với Hai Bình. Nhưng chị biết Hai Bình vẫn còn ái nái và tội nghiệp chị.
trong lòng ảnh vẫn cắn rứt. Cho nên chị không thể vì sự cắn rứt của ảnh mà ràng buộc ảnh, bắt ảnh phải có trách nhiệm với mình. Vì vậy chị muốn trở lại để nói rõ mọi chuyện, để ảnh cảm thấy thoải mái hơn. Út May nè, em đưa lá thư này cho ảnh. Chị mong là lúc ảnh đọc nó xong á, anh sẽ nhẹ lòng hơn và sẽ biết mình nên làm gì. Em biết rồi, em sẽ đưa lại cho ảnh. Mà chị Trầm nè, bộ chị không định gặp lại anh của em hay sao? Không cần đâu. Út May, trên đời này ít có ai dám chịu trách nhiệm cho những việc mình làm giống như Hai Bình. Cũng ít có ai biết nghĩ cho những tổn thương của người khác giống như Hai Bình. Người tốt như ảnh rất xứng đáng để có được hạnh phúc thật sự. Hai Bình rất yêu em. Ảnh đã đau khổ vì tình cảm này từ rất lâu rồi. Em cũng hiểu mà, phải không? Chị biết em cũng thương Hai Bình. Và em cũng ước có một người yêu giống như anh hai của em, có đúng không? Chị hiểu. Bấy lâu nay cả hai người đều suy nghĩ cho chị mà không dám tới với nhau. Nghĩa cử cao thượng của hai người chị rất cảm kích. Chị mong em và Hai Bình sẽ có hạnh phúc thật sự. Anh Hai đọc thư của chị Trầm chưa? Anh đọc rồi. Trầm kêu anh đừng nghĩ tới cổ nữa. Bây giờ cuộc sống của cổ rất là tốt. Cổ còn nói... Chị Trầm nói gì? Cô dặn anh là hãy dành tình cảm cho em giống như là từ đó tới giờ. Anh làm gì mà nhìn em trân trối vậy? Tình cảm của anh dành cho em từ rất lâu rồi, nhưng anh chưa bao giờ chính miệng nói ra với em. Hôm nay anh muốn được một lần nói, coi như là trút hết những gì mà anh chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Út May, anh yêu em. Em có chấp nhận tình cảm của anh không? Em có lý do gì mà không chấp nhận tình cảm của anh?